今年日本へ行く? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? はい, vâng, tôi sẽ đi Nhật Bản. 今年日本へ行く? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? いいえ、行きません。Không, tôi không đi. 毎日センターへ来る? Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? はい, Vâng, tôi đến hàng ngày. Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? Không, tôi không đến. Tuần sau bạn sẽ về quê phải không? Vâng, tôi sẽ về. 来週ふるさとへ帰る? tuần sau bạn sẽ về quê phải không いいえ,帰りません không, tôi không về 明日どこ行く? ngày mai bạn sẽ đi đâu ngày mai tôi sẽ đi siêu thị 明日どこ行く? ngày mai bạn sẽ đi đâu tôi không đi đâu cả

bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy taxi tôi đi bằng taxi bạn đến trung tâm bằng gì vậy 歩いてきます. tôi đi bộ đến 何でセンターへ来る? bạn đến trung tâm bằng gì vậy バイクできます. tôi đến bằng xe máy

tôi đi với bạn. Đại tổ thư viện đi cứ. Bạn đi đến thư viện với ai vậy? Hitori de ikimasu. Tôi đi một mình. Đại tổ kiosu kuru. Bạn đến phòng học với ai vậy? Tomodachi to kimasu. Tôi đến với bạn. Đại tổ kiosu kuru. Bạn đến phòng học với ai vậy? Tôi đến một mình. Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? Tôi đi đến công ty lúc 8 giờ 10 phút. Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? Tôi đi đến công ty lúc 7 giờ 45 phút. 何時にセンターに来る? Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? Tôi đến lúc 7 giờ rưỡi. 何時にセンターに来る? Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? Tôi đến lúc 8 giờ sáng. 部屋に何時に帰る? Bạn về phòng lúc mấy giờ? Cô gọi 10 giờ đi khai Tôi về lúc 10 giờ tối. 部屋に何時に帰る? Bạn về phòng lúc mấy giờ? Tôi về lúc 9 giờ tối. bí Sinh nhật của bạn là khi nào? 1994年11月4 Là ngày mùng 4 tháng 11 năm 1994. Tán cho bí Sinh nhật của bạn là khi nào? 1987年4月2日です。Là ngày mùng 2, 2 tháng 4 năm 1987.